Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm câu này. Đối câu này thì các bạn thấy là đằng trước dấu phẩy nó chỉ là một giới từ cụm danh từ thôi. Giới từ cụm danh từ. Giới từ cụm danh từ. Này, ở đây thì chúng ta thiếu cả một S cộng với verb cộng O. Thì các bạn chú ý cho mình rất nhiều câu nó sẽ dạng này. Hoặc nó sẽ ở dạng là verb ed cộng với giới từ O. Thì đây chính là mệnh đề tính từ. Giản lược đứng đầu câu yêu cầu chúng ta tìm một s cộng với verb cộng o hoặc có dạng là verb in cộng o rồi sau đó chúng ta có tìm s cộng verb o. Những dạng này thì chúng ta làm nào? Thì đối với hai dạng đầu tiên này thì chúng ta dựa vào cái danh từ này và cái chủ ngữ này. Cái chủ ngữ và danh từ này bao giờ nó sẽ liên quan nhau. Còn đối với dạng thứ ba này thì đây chính là mệnh đề tính từ giản lược verb in o thì chủ ngữ của cái verb in này nó chính là s này. Thì các bạn chú ý cho mình thử xem sự hỗn hợp giữa chủ ngữ và cái động từ này xem nghĩa của nó đúng hay không là được. Đối dạng này thì chúng ta không xét vào cái ô này nha, không xét cái ô này. Chúng ta xét vào cái verb này để xem chủ ngữ và verb này nó có phù hợp với không. Đấy, bây giờ chúng thử áp dụng câu này chúng ta làm nha. Đối câu này thì chúng ta sẽ kiểu gì chúng ta sẽ tìm được 2S với O trở lên. Kiểu gì cũng thế. Ví dụ đối với câu A thì chúng ta có 2S với O này. Đây chúng ta có S với O này là một câu S với O. Câu thứ hai chính là đây cũng là một fo. Câu thứ ba chúng ta cũng có fo, đây chính là verb. Câu thứ bốn này thì không phải là một fo tại vì đây nó chính là mệnh đề tính từ giản lược verb ed cộng giới từ o. Cái này bổ nghĩa cho danh từ chính là từ affix, chính vì thế cho chỗ này chúng ta có 1, 2, 3 fo. Ở đây thì các bạn dựa vào cái danh từ này. Đây, dựa vào danh từ này. Vì thế các bạn sẽ dựa vào danh từ là low level này. Ở mức thấp. Hay có nghĩa là lượng thấp ấy, một lượng thấp. Thì chỗ này chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án C. Ở mức thấp. Thì chỉ cũng gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh. Đấy, nó chỉ ở mức thấp thôi. Chỉ cũng gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Còn các phần khác thì bạn là ảnh hưởng không tốt ở mức thấp thì nó đang tạo ra hệ thần kinh, mình đến sai để xét về nghĩa thì các bạn thấy sai rồi. Tiếp đối với phương án A thì bạn là hệ thần kinh thì đang sản xuất ảnh hưởng xấu bởi bởi trì thì nghĩa nó cũng sai đúng không ạ nhỉ? Chúng ta chỉ có phương án C thôi. Rồi, ở đây thì từ low level này nó cũng đang nói liên quan cái chỉ này các bạn, chủ ngữ là chỉ này. Rồi các bạn lưu ý cho mình đối với câu này thì hoặc các câu khác mà xác định FO đằng trước có giới từ cụm danh từ verb ed cộng giới O thì các bạn lưu ý cho mình cái này. Và verb in của O thì các bạn lưu ý cho mình cái động từ. Xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.